Hello xin chào tất cả mọi người đang gửi tiền online à nha Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người trang web đầu tư mới nha mọi người nha Thì đây là dạng web đào giúp Thì con này nó kiểu như con group mining lúc trước mình giới thiệu cho mọi người Thì con này sẽ có lãi là 12% mỗi ngày Nếu bạn đầu tư ở đây là 10 group thì mỗi ngày bạn sẽ rút được ngay là 1,2 group đến 1,3 giúp nha mọi người nha Đó thì mình đầu tư ở đây là 20 group thì mỗi ngày mình sẽ rút là 2,6 group nha mọi người nha Đó Thì đây là dạng web là nó là mới chạy thôi nha mới ra trong ngày hôm nay và lãi suất là 100 phần trăm mỗi ngày nó chạy được 10 ngày là mọi người sẽ lãi là một trăm hai mươi phần trăm thì những cái giọng web này mọi người sẽ lãi là nhân hai tài sản trở lên nha con này cực kỳ tiềm năng thế nên là mình sẽ review cho mọi người thì để bạn chơi cùng mình đầu tư của mình để sẽ để link con web dưới phần mô tả bình luận nha mà click xuống đó nó hiện ra giao diện như này thì đây là phần giao diện đăng ký luôn nha các bạn chỉ việc nhập địa chỉ ví của mọi người p của mọi người vào đây xong ở phần đến là chúng ta sẽ thực hành đi vào trong web nha rất là đơn giản thôi thì khi vào đây nó sẽ cho mọi người một tốc đoạn, độ đào free nha thì cái tốc độ đào này khá là ít thu nhập mỗi người hàng ngày chỉ là không phải hai giúp nó cho free thì chúng ta sẽ đầu tư thêm 10 giúp vào đây nó sẽ cho một người là lãi suất là 1,2 thì là 1,4 nha là mỗi ngày chúng ta sẽ rút được ngay là khoảng là 1,3 hoặc là 1,2 giúp nha mọi người nha rồi thì đầu để đầu tư thì mọi người phần thúc giục nhau người nha thúc giục bên này hoặc là theo tiếng nga đó bạn ở phần bên tay uh, trái màn hình như này đó bạn bấm vào để cho ta đầu tư vào đây nha thì uh, đầu tư minh tối thiểu đây là 10 group nha mọi người nha đó tỷ lệ lãi là mùa bạn cứ nhớ cho mình là 12 phần trăm mình sẽ đầu tư với là 200 giúp nha nó có thể khá tiềm năng thì mình sẽ đầu tư nhiều một xíu nha đó mình sẽ nhận ngay là 24 giúp hàng ngày đó và có thể chỉ giúp một, mỗi ngày cho ta giúp một lần thôi thì bạn cái căn căn là đến đến ngày cuối cùng thì bạn hãy rút nha đến cái thời điểm mà bạn đầu tư với nếu, nếu mà mình đầu tư vào giờ này thì giờ ngày mai mình sẽ rút nha mấy phần tiến hành kiểm tra này để ta đầu tư vào đây đó mình sẽ anh gửi tiền vào đây nha mình sẽ xác nhận là gửi tiền đây mình sẽ xác nhận gửi tiền cho nó nha đó mình sẽ xác nhận gửi tiền cho nó rồi nó sẽ cập nhật cho mọi người nha mọi người sẽ cho anh quay trở lại trong web mỗi phần là buồn nha mỗi sẽ ta phần buồn để chúng ta xem khoản đầu tư chúng ta đó mình đã đầu tư vào đây nha đó mỗi hàng ngày thì mình sẽ rút ngày 24 giúp và đầu tư đây 200 giúp thì con này thì mình nghĩ nó sẽ chạy được trên khoảng trên chục ngày sẽ giúp, mọi người nhân hai tài sản thì con này thì mọi người nên chơi nha mọi người không nên bỏ qua tại vì nó lợi nhuận khá là tốt nha nó có một mục nữa khi chúng ta đào ấy thì uh, bạn cứ thấy chờ đủ min nha, cứ đã nhiều nhiều bạn đỡ phần sưu tầm thì đã chuyển sang đây nha, bạn thanh rút tiền nha, và bơm phần rút tiền thì tiền sẽ động thanh toán tự động bay về ví nha. Và một mục nữa cho mọi người, bạn ở phần ba gạch trên này, có một mục lướt sóng cho người kiếm free nha, mọi người phần lướt sóng này, chúng ta xem quảng cáo nha. Đó, thì uh, mọi người thấy anh xem quảng cáo và đủ min là hai rút thì mọi người rút nha. Đó, thì nó sẽ tưởng bạn xem, xem cái quảng cáo đây ấy, thì nó sẽ thanh đưa tới à đây này, đây là quảng cáo lướt nha khi bạn uh, số tiền tối thiểu là ba giúp bạn xem quảng cáo đây nha đó ta sẽ hành lướt web ta xem quảng cáo ở đây để ta kiếm tiền free nha đó thì con này rất đơn giản chúng ta dành uh, một là đầu tư có thể kiếm bạn có thể kiếm free trên này nha nhưng mình khuyên các bạn nên đầu tư trên đây để ta kiếm thêm uh, nhiều lợi nhuận nha đó thì clip mình xin dừng đây thôi hẹn gặp người clip sau nha bye